Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy cưa gạch, cưa lọng của hãng Makita với mã sản phẩm là M4101B nha các bạn. Thì con máy này là sử dụng đường kính lưỡi cưa là 1.25 nha các bạn. Thì đầu tiên đi kèm với máy hãng cho ta một cái ống dẫn nước và một cái cà lê để mở khóa nha các bạn. Tiếp theo đó là một catalog và phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Thì như các bạn thấy đây là phần hộp của máy nha các bạn. Có mã vạch và thùng rất là bao bì rất là đẹp. Thì như các bạn thấy thì đầu tiên con máy của chúng ta có tem chống hàng giả nha các bạn. Bạn máy Makita 7 màu và tem thông số kỹ thuật của máy được in trên máy luôn nha các bạn. Đấy, con máy cũng khá là nhẹ, trọng lượng cũng khá là nhẹ nha các bạn. Và nó sử dụng dòng điện 220V với dây điện dài 2m và 2 chấu nha các bạn. Thì con máy này chuyên cưa, dùng để cưa gạch, cưa gỗ đều được nha các bạn. Thì nó chuyên cưa gạch hơn. Thì con máy này chuyên cưa gạch. Thì nó cưa gạch được 5 ly nha các bạn. 5 ly. Đấy. Thì nó sử dụng dòng điện 220V và vòng quay cực đại của nó đạt tới 12.000 vòng trên 1 phút. Với công suất của nó lên tới 1.250W nha các bạn. Con máy khá là nhẹ và khá là đẹp. Với phần vỏ được thiết kế bằng vỏ nhựa, chất liệu nhựa tốt nhất của hãng nha các bạn. Và đây là hộp kim nhôm. Đấy, rất là chắc chắn và rất là bền. Với phần tháo lắp chổi than đây nha các bạn. Thì con máy này sử dụng động cơ có chổi than. Đấy, hai phần này là phần tháo lắp chổi than. Phần này là để gắn lưỡi cưa nha các bạn. Đấy, gắn lưỡi cưa. Thì ở bên hông thì hãng cho ta một cái lục giác. Đấy, lục giác đây để mở và tháo lắp lưỡi cưa nha các bạn. Thì như các bạn thấy thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một con máy cưa lọng, máy cưa gạch của hãng Makita với mã sản phẩm là M4101B, sử dụng đường kính lưỡi 1.25. Nếu các bạn có thắc mắc và muốn tư vấn thêm về sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. We're getting a fire. We're raising the fire.